giấc mộng ban đầu. Yêu người thuở mới đôi người em đang đổ trắng tròn. Từng ngày qua phố em chẳng ta đường về đã ướt mộng vòng tròn mỗi ai đã hẹn với kẻ để rồi lỡ mối duyên tư ra đi chẳng ra từ ngày em thay áo hoa áo đỏ dù đâu có ai đã cả cõi lòng. Em bước theo chồng 20 năm cuộc mộng giờ xa khắc sâu bóng nàng lặng trong cung đàn. Em giờ đâu hằng vui tung bơi 20 năm uống rượu còn đây duyên ta tiếc uống thêm đi này. Ôm giấc mộng lỡ làng nhưng chiều nắng tiếng mưa rơi đêm say chờ chẳng ta từng cụ tay lá lá rơi đắp mồ của tình đã bay chân nặng tuổi đời nhớ người ta xóa đi này. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi hướng dẫn các bạn tiếp một cái bài điệu bolero tông rê thứ, đó là bài Đất Mộ Cuộc Tình. Thì bài này cũng có rất nhiều các bạn yêu cầu. Thì cái file ký âm cũng ở ngay phía dưới cái video clip này, thì các bạn hãy download cái file ký âm về và tôi sẽ hướng dẫn các bạn. Thì cái bài này nó tương đối đơn giản ở chỗ cái phần hợp âm các bạn. Tông chủ chúng ta có hợp âm rê thứ, hoặc là chúng ta sử dụng hợp âm chặn ở ngang số 5. Và bậc 4 thì chúng ta có son thứ. Ngoài ra thì chúng ta có một cái hợp âm bấm tắt son thứ ở đây để chúng ta dùng để solo giai điệu các bạn. Son thứ thì cái này tôi đã nói nhiều lần rồi, các bạn có thể tính từ rê thứ ở đây 3 giây dưới, các bạn tính vô rê, mi, fa, son, son thứ. Rồi hợp âm bậc 5 chúng ta có la 7, có thể bấm ở đây hoặc chúng ta bấm ở đây, tức là âm trưởng các bạn bỏ ngốt ra là 7.
Rồi. Và bậc 3 chúng ta có pha trưởng. Thì pha trưởng chúng ta cũng có thể bấm ở chỗ này. Tức là chúng ta tịnh tiến từ re trưởng, mi trưởng, pha trưởng. À đây là pha trưởng. Và bậc 6 chúng ta có si giáng trưởng thì có thể bấm ở đây. Và hợp âm chặn ở đây, si giáng trưởng. Ngoài ra chúng ta có thể bấm tắt si giáng trưởng ở chỗ này các bạn. Cái này là la, cái này là si giáng trưởng. Tức là đây, đây là nốt, nốt la, đây là nốt si giáng. Đây cũng là hợp âm si giáng trưởng chúng ta sử dụng bài gì. Trong quá trình chúng ta gian tấu solo giai điệu thì chúng ta sử dụng cái hợp âm si giáng trưởng đó các bạn. Rồi, thì hợp âm đô trưởng nữa. Chúng ta có thể bấm ở đây. Đây cũng là hợp âm đô trưởng. Tức là ở ngăn 5, 7, 8 nha các bạn. Thì có thể bấm tắt như thế này trong quá trình solo gian tấu. Rồi, chúng ta sang phần intro của bài hát Đắp Mồ Phục Tình. Thì cái bài intro này nó có 9 nhịp cả thể. Nhịp đầu tiên chỉ có một nốt duy nhất thế này thôi các bạn, là cái bạn vuốt. Rồi, như vậy chúng ta vào nhịp số 1 và nhịp số 2 luôn các bạn nha. À, như vậy chúng ta có nhịp số 1 là vuốt từ đô sang rê. Nhịp số 2 là pha rê la, nhịp trẻ nha. Pha rê la đô rê đô la. À, các bạn thấy hai chỗ nhịp trẻ đó là nốt la và nốt đô. Nghe lại nè. Rê pha rê la đô rê đô la. Rồi các bạn nghe lại. Đó là nhịp số 1 và nhịp số 2. Nhịp số 3 chúng ta sẽ bấm hợp âm rê thứ, chúng ta rải 4 dây. À, ở đây là 4 3 2 1 rê thứ 4 3 2 1, có nghĩa là bấm hợp âm rê thứ rải 4 dây 4 3 2 1. Thực ra thì các bạn cái chỗ đó các bạn có thể dạy rải 5 4 5 4 3 2 gì cũng được. Gì cũng được. Hay là các bạn dạy rải từ dây 5 xuống, hay là 4 3 2 1, hay là 3 2 3 2 1. À, nói chung chúng ta rải như thế. À, chúng ta nhắc nhạc nhắc tiếng, nhả tay nhắc tiếng. À, rồi cái phát thứ hai là lên bass, đây là nhịp số 3. Phát thứ hai là lên, lên là móc lên. Bass là chúng ta đánh về bass của hợp âm đó. Tức là hoặc là quạt bass cũng được. Bass thường thường tôi sẽ ký hiệu cho chỗ bass có nghĩa là quạt ba dây trên, hoặc là đánh đúng nốt bass của hợp âm. Rồi như vậy chỗ này chúng ta đánh vậy. Đó là nhịp số 3. Nhịp số 3 rát, chất, chất, rê, pha, son. Rồi, nhịp số 4. À, nó có nhịp trẻ ngay nốt son luôn ha. La, la, pha, son. La, son, pha, rê. Rồi các bạn nghe là nhịp số 4 nha. À, nhịp số 4 la pha son, bỏ một phát. À, tức là chỗ đó nhịp trẻ của nó son. La pha son, la son pha rê. Rồi các bạn nghe lại. Rồi đó là nhịp số 4. Nhịp số 5 thì chúng ta cũng bấm rê thứ, chúng ta rải giống hồi nãy, khác hai phát cuối thôi. À, như vậy chỗ này chúng ta vuốt nha. Chúng ta vuốt từ nốt la sang nốt đô. Son la đô son. À, như vậy nó là la đô son. Rồi, đó là nhịp số 6. À, nhịp số 5 các bạn. Nhịp số 5, các bạn nghe lại nhịp số 5. Nhịp số 6 thì chúng ta bấm hợp âm son thứ, bấm tắt chỗ này, đàn 3, 2, 1.
ha, 3 2 1 nhịp số 6. Rồi như vậy chỗ này là 3 2 1 lên fa la fa la la đô son cũng bút luôn fa fa la la đô son. Rồi như vậy hai lần rút cũng gần giống nhau, đó là nhịp số 6. Nhịp số 7 chúng ta tiếp tục rải hợp âm son thứ chỗ này. À, son thứ. À, nhịp số 7 lại. Fa son la la. À, nốt la cao, nốt la 2 với nốt la 1 ha, la cao la thấp la. Nhịp số 8 chúng ta rải 4 dây từ bấm la trưởng và rải 4 dây 3 4 3 2 1. Rồi, nhịp số 8 lại. Rê đô la mi son mi rê. Nhịp số 8 lại. Rê đô la mi son mi rê. Rồi, nhịp số 9 chúng ta móc rê thứ lên cái. À, rê son la son fa rê. Đó là nhịp số 9. Nhịp số 9 bắt đầu móc lên. Rồi, tôi đang chậm chậm phần intro lại các bạn nghe. Nghe lại các bạn. Vừa dứt câu này luôn, không có dư một cái phách nào hết nha các bạn. Rê son la son fa rê xây dựng mộng ban đầu. Tại vì cái bài hát này bắt đầu vào tới 4 phách lần, cho nên mình không có dư một cái chắc nào hết, không có móc lên gì cả. Rê nè, chắc. Rê son la son fa rê xây dựng mộng ban đầu. Như vậy câu hát nó gồm 4 phách luôn. Xây dựng mộng ban đầu à, cho nên chỗ này không có dư một cái phách nào cả. Rồi các bạn có thể nghe lại cái phần intro lại một lần nữa. Xây dựng mộng ban đầu. Rồi đó là vào phần bài hát. Thì ở đây phần bài hát này tôi tại vì cái tiết tấu của cái bài này chúng ta không thể nào đánh cho nó ở một cái tiết tấu nhanh sơm tụ được, cho nên là cái cách đánh của bài này thì tôi đánh theo cái phần câu 1, câu 2 và câu 3. À, đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3 đánh theo kiểu rải. Các bạn lưu ý cái quan trọng ở chỗ là cái phách đầu thì mình đánh là track, có nghĩa là các bạn rải xuống. Các bạn có thể rải 3 giây, 4 giây hoặc là các bạn rải từ cái dây bass của hợp âm đấy cũng được. À, còn ba cái phần sau coi như phách đầu là rải track. Vậy ba cái phần phách sau là gì? Chất chum chất chum chất chum. À, như vậy. À, điều này tôi đã nói nhiều lần rồi, các bạn có thể chọn như thế này. Ví dụ như này, rải cái 1 3 1 hay là lên 3 lên 5 lên 4. À, giả sử chúng ta đang bấm rê thứ, chúng ta đàn rát lên 3 lên 5 lên 4 cũng được. Hoặc là chúng ta đàn rát lên 4 lên 5 lên 4 cũng được.
không quan trọng. Hoặc là chúng ta làm stretch lên 5, lên 5, lên 4, à nghĩa là stretch chất là chất là chất về, đó đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai, stretch chất về chất là chất về cũng được. Hoặc là cách thứ ba, stretch chất là chất là chất về, à cũng được, tùy theo các bạn hãy chọn lựa cho mình một cách đánh riêng. Còn riêng tôi thì tôi thường đánh là chất là chất là chất rê, tức là hai cái bass của hợp âm cũ và một bass hợp âm mới. Có nghĩa là nếu đang ở rê thì chúng ta đánh rát chất là chất là chất rê. Còn nếu mà chúng ta chuyển từ rê qua son thì chúng ta sẽ đánh rát chất rê chất rê chất son. Tại vì rê là hợp âm cũ, son là hợp âm mới, cho nên tôi sẽ sử dụng câu cú pháp là rát chất bass cũ chất bass cũ chất bass mới. Như vậy từ rê chuyển qua son, rát chất rê chất son, à các bạn hãy chọn cho mình một phương hướng. Tuy nhiên thì nếu như có chuyển hợp âm giữa nhịp thì các bạn hãy để ý chỗ đó, tức là rát chất chuyển chất bass chất chuyển, à như vậy nếu mình có chuyển hợp âm giữa nhịp thì mình hãy là rát chất chuyển, à thí dụ này, ví dụ từ rê mà các bạn chuyển qua son thì tôi thường tôi sẽ đánh như thế này, à như vậy là phách thứ hai chuyển qua pha và phách thứ ba vẫn giữ nguyên pha, phách thứ tư chuyển qua son đây, đó đó là chuyển hợp âm giữa nhịp. Như vậy cái quan trọng là nếu có chuyển hợp âm giữa nhịp thì ở phách thứ hai chúng ta chuyển, còn không có chuyển hợp âm giữa nhịp thì chúng ta chuyển ở phách số 4. Phát số 4, như vậy ba cái bass mà chất chung thì chúng ta có thể đánh tùy ý cái bass nào cũng được, chủ yếu là cái bass cuối cùng để chuyển hợp âm và đúng với cái hợp âm mình đang chọn thôi. Đó là cái phần mà tôi đánh ở đoạn 1, đoạn 2 và đoạn 3. Còn đoạn điệp khúc thì tôi không chọn cái cách tôi thường đánh, bởi vì cái cách đó có lẽ nó hơi sơm tụ quá, nó không có hợp với bài này. Tôi sẽ chọn cái cách đánh như là kiểu bình thường, xuống lên xuống lên bass lên bass lên bass. Như vậy ba cái bass đó cũng giống như cái cách đánh của đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3. Có nghĩa có thể là chất là thí dụ ở rê ha. Xuống lên rê lên rê, à xuống lên xuống lên rê lên là lên rê, à vậy cũng được. Hoặc là xuống lên là lên rê. Đó, cái điều này thì tôi đã nói rất nhiều lần rồi các bạn nhé. Rồi bây giờ chúng ta vào cho bài hát cụ thể. Thì bài này nó tương đối là hợp âm nó đơn giản. Thì cách đánh tôi đã nói rồi các bạn thấy ha. Nó cũng không có sử dụng nhiều, có sử dụng đi bass. Rồi xây giấc mộng ban đầu. Nghe rê nha. Cách rải là các bạn rải xuống, các bạn ém tiếng lại. Có nghĩa là các bạn nhả tay ra. Trách. Xong mình nhả tay liền. Nè, nếu chúng ta không nhả tay thì nó nghe âm vang. Chúng ta nhả tay nè. Không? Rồi, và cái mà chất chung là móc lên đó thì các bạn cũng nhả tay luôn. Rồi, cách đánh như thế các bạn ạ. Xây dựng mộng ban đầu. Như vậy chỗ này có câu bass nè, có câu bass đó là gì? Rát lên rê lên pha mi rê, rát lên rê lên pha mi rê. Như vậy chữ lên pha là chỗ đó chúng ta hát chữ yêu đó. Yêu rê pha mi rê, yêu rê rồi. Rồi xây dựng mộng ban đầu, yêu người thuở mới đôi mươi. Rồi thuở mới đôi mươi thì chúng ta chuyển sang pha trưởng và cũng có một câu hát đó là rát lên rề mi pha. Như vậy
bát câu bát số 2, câu số 2 thì chúng ta chuyển là Fa mi re yêu người, câu số 3 chúng ta chuyển là Fa mới đôi mươi. À, như vậy chữ mà mới đôi mươi là chúng ta chuyển là Re mi fa. Nghe lại ba câu. Say giấc mộng ban đầu, yêu người thở mới đôi mươi, em đang đổ trăm tròn. Rồi câu số 4 thì các bạn thấy cái chữ là em đang, nó sẽ ngay cái phát số 2. Như vậy cái rải chỗ này, cái rải chỗ pha trưởng này là chưa có chuyển ha. Em đang đổ trăm tròn. Như vậy chúng ta đánh như thế nào? Câu đó chúng ta đánh nè, đang ở pha trưởng phải không? Chúng ta rải nè, Red, Fa, Son. Chúng ta kéo à, đang ở hợp âm pha trưởng là chúng ta kéo Fa, Son. Đồng thời buông ngón giữa, tức là Son thứ nha. Red, Red, Fa, Son. Rồi, như vậy là hai phát nha. Red, Fa, Son. À, thấy không các bạn? Rồi, tiếp tục. Đồ trăng tròn là chắc chắc lên cả nha. À, như vậy đang ở Son chúng ta là chắc đồ mi fa rê. Rồi nghe lại. Thrash fa Son chắc đồ mi fa rê. Em đang đồ trăng tròn. Rồi các bạn nghe lại chỗ đó nè, chỗ pha đang pha trưởng nè. Em à, em đang là kéo từ pha qua Son nha. Em đang đồ trăng tròn, pha Son chất đồ mi pha rê. Pha Son chất đồ mi pha rê. Pha Son chất đồ mi pha rê. Rồi đó là xong câu số 4. Rồi thì câu số 5 chúng ta đánh bình thường và có câu bass để chuyển qua cái là từng ngày qua phố, là câu này là chuyển qua si gián trưởng, các bạn đánh câu bass. À, như vậy đang ở rê thứ, trát chất rê chất là đô si. À, câu số 5 nha, đang ở rê, trát chất rê chất là đô si. Như vậy chúng ta hát nè, từng ngày nó nghe cái chữ là chất là đó các bạn, nghe không? Từng ngày à, làm lại. Từng ngày qua phố, chuyển qua si gián trưởng. Lát nữa tôi sẽ hát lại từng câu các bạn nghe ha. Rồi thôi bây giờ đang ở câu số 5 thì các bạn nghe từ 1 đến 5 đi ha. Xây giấc mộng ban đầu, yêu người thở mới đôi mươi, em đang đồ trăng tròn từng ngày qua phố. À, như vậy là chúng ta hết câu số 5 là chuyển sang si gián trưởng. Rồi tiếp tục, đang ở si gián trưởng nè, tiếp tục trap chất si chất si, si này si dán nha. Trap chất si chất si si đô si 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 đô, là chữ phố. À, chữ áo em là đô trưởng. Như vậy câu bát của chúng ta nè, trap chất si dán chất si si đô si si đô si dán si đô. Từng ngày qua phố, áo em là chuyển qua đội trưởng. À, tiếp tục chân ca đường đi, tức là đang ở đội trưởng. Trách chất đồ chất đồ, trách chất đồ chất đồ về đi pha, trách chất đồ chất đồ về đi pha. À, tại vì áo em là đô trưởng, trắng cả đường về, chuyển qua pha trưởng thì chúng ta có câu bát. Rát chất đồ chất đồ rê mi pha, chất đồ rê mi pha. Rồi sang tới trắng cả đường về,
đâm lá thư chuyển qua son trưởng à chuyển qua son thứ thì chúng ta có một câu bát như thế này: chẳng cả đường về rắc chắc phù rắc chắc phà chắc phà la đô son đang ở bóng pha trưởng các bạn chắc phà và bóng pha nào rắc chắc phà chắc phà đô phà la đô rắc chắc phà chắc phà la đô son lá thư chỗ nó lo luyến các bạn lá thư nghe lại à như vậy phà la đô son là lá thư rồi ướp màu hồng cho chúng ta có tiếp câu bát rác chắc son la si son la si ướp màu học trò chúng ta chuyển qua si nhánh trưởng thì chúng ta đánh câu bát rác rác chất son la si à đồng thời chuyển qua si đây dễ hơn các bạn đang ở son các bạn chuyển qua đây si chỗ này si nhánh chỗ này rồi rồi tiếp tục ha ước mong hình tròn môi tình à nghe lại đi các bạn chỗ này lá thư ướp mộng hồng tròn môi tình à như vậy chỗ này chúng ta không có chạy bát gì cả chúng ta đang ở si gián trưởng chúng ta là đàn trát chất si chất là chuyển qua la bảy môi tình à chỗ này la bảy hoặc la trưởng cũng được các bạn môi tình xanh như khúc hát như vậy xanh như khúc hát thì cũng ở đang ở la bảy rát chất là chất là chất pha như khúc hát rồi tại đây chúng ta đánh cái câu lái theo kiểu điệp một âm như thế này rát chất về nha rát chất về pha son la si la rồi các bạn nghe xem lại đang ở hoa nè xanh như khúc hát trát chắc rề pha son si la chúng ta kéo tay luôn trát chắc rề pha son si la rồi các bạn nghe lại từ đầu ha say giấc mộng ban đầu yêu người thuở mới đôi mươi anh đang đồ trắng tròn từng ngày qua phố áo em chẳng cả đường về lá thư ướp mộng hồng tròn môi tình xanh như khúc hát à đã như vậy chúng ta xong cái đoạn số 1 thì cái đoạn số 1 khác đoạn số 2 khác đoạn số 3 chỉ ở câu cuối cùng mà thôi à tức là cuối đoạn số 1 thì chúng ta chuyển sang pha trưởng là chúng ta đánh câu lái còn cuối đoạn số 2 thì đừng nhìn em bước theo chồng tức là trở về rê thứ em bước theo chồng trở về rê thứ chúng ta đánh một câu lái là chắc son la son son la son ta son la son ta rê rồi các bạn nghe lại cái đoạn số 2 cái nữa đây thì đoạn số 3 y chang nha các bạn anh đã hẹn với tề tề rồi đưa mối riêng tư ra đi chẳng ra từ ngày em tay áo áo hoa pháo đỏ rực
Vừa đánh xong câu lái là chúng ta nhịp chát 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 à, như vậy chúng ta sẽ nhịp te đê đê te 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 chát 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 25, như vậy chúng ta nhịp 8 cái cho hết cái câu đấy luôn các bạn. Nghe lại. Như vậy chúng ta đổi sang cách đánh nha. À, à. À, xuống lên bass, lên bass, lên bass. Rồi. Coi như chỗ đó đánh bình thường. Chỉ có cái chỗ là bắt đầu vào 25 là chúng ta nhồi chát 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 chát, nhồi đều thôi, đừng đơn giản thôi các bạn, nhồi đều cho 8 cái. Và tương tự như các bạn hát hết một đoạn điệp khúc, còn đoạn điệp khúc thứ hai cũng nhồi từ pha trưởng luôn, các bạn nghe lại ha. Em bước theo chồng 25 cuộc mộng giờ ra sau bóng làng lăn trong cung đàn, em giờ ở đâu tìm vui riêng mới, 25 cuộc rượu còn đây à, không nhớ lời các bạn, cuộc rượu còn đây uống qua tháng ngày lên quê người say mà sầu không bơi, tình duyên ta tin uống thêm đi ngày. À, như vậy câu lái của cái phần điệp khúc nhìn nó như thế này, uống thêm ly này. À, như vậy uống thêm ly này là về rê nha, ly này chắc la son, chuyển qua nè, chất la son, chất la son, tức là kéo qua la son, rồi chất pha, chất pha son về, các bạn nghe lại, uống thêm ly này. La son để hơi khó nha các bạn, mình lần đầu mình tập mình sẽ thấy khó là chắc la son chắc pha son để 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 nào chắc la son chắc pha son để pha son rê, đồng thời chuyển nó qua bấm hợp âm rê như thế này. Thì xong cái phần đó chúng ta hát lại đoạn số 3 như bình thường. Rồi, thì xong cái phần đoạn số 3 này thì chúng ta cũng đánh câu lái xong, chúng ta sẽ đàn cái phần gian tấu đó các bạn. Phần gian tấu thì chính là giai điệu của cái bài hát này, mà giai điệu của đoạn số 3. Giờ các bạn nghe tôi nói nhanh cho các bạn, có gì các bạn tự tập có ký âm, nó cũng đơn giản thôi. Rồi, ví dụ như chúng ta hát tới đoạn cuối ha. À, như người ta rót ly này. À, chỗ này không có một cái chất nha. Tôi định đánh một cái chất nữa, tức là vào luôn các bạn. Nhớ người ta rót ly này. À,
mạch như vậy chúng ta vào văn tấu đó. Rồi các bạn nghe tôi hướng dẫn nha. Son ba ba son la la fa re. Câu đầu tiên xây giấc mộng ban đầu là bài son la la fa re. Nhịp số 2 bấm vào âm re tra cha 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 fa re. Rồi các bạn nghe lại tra cha 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 fa re. Nhịp số 3 cũng là re thứ luôn tra cha. À, như vậy nhịp số 3 là tra cha re la đô điếng la đô la la. Nhịp số 3 lại. Đó là nhịp số 3. Thì đồng thời ngay chỗ này chúng ta sử dụng hợp âm pha trưởng chỗ này để chúng ta rải. À, tra son son fa. Tra son son fa đô mi fa re. Làm lại nhịp số 4 nha. Son son fa đô mi fa re. Mi fa luyến luôn. Rồi nhịp số 5 bấm hợp âm re thứ tra cha. Các bạn để ý nè, đang ở re thứ cha tra cha bùm pha la đô re. Đó là cái câu từng nghe qua phố pha la đô re, nhưng mà tay chúng ta bấm như thế này, đang bấm re. Các bạn đàn nè, pha là ngay ngón giữa nè, la là ngay ngón trỏ nè. Nhưng mà nếu chúng ta dùng ngón nhẫn thì lát chúng ta điểm cái hợp âm si dán chữ hơi khó, cho nên chúng ta hãy đổi ngón tay là sử dụng ngón giữa luôn. Fa la đô re. Đó, đồng thời chúng ta ráp hợp âm si dán chữ ở đây. Nghe không? Fa la đô re tra cha. À, như vậy chúng ta vuốt từ re fa đô. Re fa đô fa la đô re tra cha chùm chắc với fa đô. À, ở re fa đô là chuyển qua câu là áo em. À, đó là nhịp số 6 đó các bạn, đang ở si dán chưởng nè, tra cha chùm chắc. À, nhịp số 6 là chuyển qua đô. Thì nhịp số 7 chúng ta bấm hợp âm đô thứ đô trưởng mà bấm tắt thế này. À. À như lại tra đang bấm đô trưởng nè. Tra cha đô la son la chẳng ca đường về. Rồi. Đó là nhịp số 7. Nhịp số 8 thì chúng ta cũng bấm hợp âm pha trưởng chỗ này. À, la thư cũng liếng luôn từ la đô re à la đô son. Nhịp số 8 lại tra pha trưởng tra chát bùm chát la đô son. Nhịp số 9 thì chúng ta bấm son thứ chỗ này tra chát à, bấm son thứ tắt tra chát chân cà đường về. À, lá thư ướt mong học cho. Rồi, như vậy nhịp số 9 nè. Tra chất son rê đô rê. Nhưng mà son rê đô rê mà chỗ này là hợp âm si dán chưởng các bạn. Son rê đô rê sang nhịp số 10 bấm si dán chưởng tra chát bùm chát rê là rê sò rê đô la rê đô la. Xong nhịp số 11 tra đang la trưởng tra chát pha pha tra chát pha
son la luyến nha. Đó là nhịp số 11 cái này. À như vậy nốt liếng là son la, xong liếng ngược trở lại, liếng ngược trở lại là kéo ngược trở lại từ son qua fa, son fa rê. Rồi nhịp số 12 cũng chính là câu lái mà mình đã học thôi, đó là chết. À như vậy chỗ cuối cùng của nhịp số 12 là chúng ta đánh bass rê chứ chúng ta là chính là chỗ này luôn, là chúng ta hơi quạt quạt một chút xíu ha. À, thì các bạn nghe lại các phần gian tấu tôi đàn chậm chậm cho các bạn nghe ha. Nghe lại các bạn. À, chỗ này không vuốt mà luyến các bạn, nghe lại từ đầu nha các bạn. Bạn vừa đàn xong gian tấu và đánh câu lái này. 20 năm. Như vậy vừa đánh xong câu lái là chúng ta đánh 8 cái 7 cái ở rê và 1 cái ở đô để chúng ta chuyển qua ha. Như vậy các bạn biết hát chỗ nào không? Hát ngay phách số 3. Này. À, tức là vừa dứt nha. Như vậy chúng ta đánh 7 cái nha. Tì 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 là chuyển qua đô. À như vậy. Nghe không? Cũng vậy các bạn vừa chuyển sang hằng vui duyên mới là cái bass của pha xong rồi mới rồi mới bắt đầu 7 cái pha 1 cái đô và hát từ chữ 2 là cái pha số cái chất số 6. À là các bạn nghe ha, hằng vui duyên mới 20 năm. Như vậy là hát từ cái chất số 6 là chất 6, thêm một cái chất 7 nữa là chữ 10 và một chất 8 là 5 là đồng thời chuyển qua đô chữ. Tại vì hai cái phách cuối là hai phách của câu hát 20 năm chất nè, pha pha đô. À như vậy chuyển sang đô đó các bạn. Rồi thì hát lại một lần nữa cho đến hết bài thì các bạn lặp lại câu cuối cùng. Các bạn ao chỗ câu cuối cùng ha. À, gì à?
nhớ người ta uống rót ly này, chúng ta có thể ao chậm chậm, nhớ người ta rót ly này. Thì xong các bạn đánh câu lái rồi, các bạn đánh đoạn outro. Outro chính là những nhịp cuối của phần intro ha, tức là một số năm cái nhịp cuối của intro chúng ta sẽ dùng cho nó outro, tức là dạng chính là đúng năm nhịp cuối của cái phần intro. Rồi, như vậy là đến đây tôi đã hướng dẫn các bạn xong một cái bài đắp một cuộc tình. Xin chúc cho các bạn luyện tập cái phần guitar bài đắp một cuộc tình sớm thành công. Chúc các bạn vui vẻ. Hẹn các bạn ở một cái video clip tiếp theo. Tạm biệt các bạn.